Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và 2025 đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại thành phố Sầm Sơn. Dự hội nghị có các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan và thành phố Sầm Sơn. Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Đến nay, các đơn vị liên quan đang khẩn trương lắp đặt nội thất, trang thiết bị, trưng bày tư liệu, tài liệu, hiện vật, kỳ vật và xây dựng bộ phim tài liệu Con tàu tập kết, biểu tượng về bài ca Chiến thắng, chiếu tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Cùng với việc hoàn thiện chương trình, kịch bản chi tiết lễ kỷ niệm, ekip sáng tạo và các nghệ sĩ diễn viên đang tích cực tập luyện chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ngoài các nội dung trên, hội nghị cũng đã tập trung đánh giá công tác phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và một số nội dung khác phục vụ lễ kỷ niệm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nêu bật tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh đối với sự kiện này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch chỉ đạo sớm, đồng thời Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt và khẩn trương triển khai thực hiện. Do đó đến nay, các phần việc cơ bản đang được triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Để chương trình lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trang trọng, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, an toàn về mọi mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo đối với từng phần việc cụ thể. Theo đó, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức dọn vệ sinh toàn bộ khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện không gian trưng bày tư liệu hiện vật tại khu lưu niệm này và vận hành thử trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho phần nghi thức khánh thành khu lưu niệm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoàn chỉnh phim tư liệu theo kịch bản được duyệt xong trước ngày 18 tháng 10. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị và thẩm định nội dung các bài phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ của các đơn vị về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp điện, thông tin liên lạc và các điều kiện đảm bảo khác.